Thẩm mỹ cô bé có để lại sẹo không ạ? À, hầu như là những phẫu thuật ở Bệnh viện xã Hà Nội Thì chúng tôi phẫu thuật, thực hiện phẫu thuật Thì hầu như là không có sẹo Hoặc là sẹo rất rất là ít à, Mình rất là nhiều trường hợp mà mình xem lại Thì các bạn ấy đều, đều là nói lên này là phẫu thuật thẩm mỹ xong Nhưng máy này là bên ngoài không có dấu hiệu có sẹo gì cả Nhưng là chưa làm gì Và có nhiều trường hợp là này là Các bạn ấy đi khám phụ khoa sau phẫu thuật thì, thì có bác sĩ khám qua thì bạn ấy xem được khai là này là Ôi em này thường mà vùng kín đẹp nhiệt sinh nhỉ ờ, chả thấy có sẹo gì cả thì tức là bạn ấy bảo là này là bác sĩ còn không biết là này là em đã 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 đẻ thường rồi đã phẫu thuật rồi thì đấy nên là mình cũng nghĩ là này là cái điều đấy thì về vấn đề sẹo thì cũng khá tự tin về đấy trước đây em sinh thường có nhiều bác sĩ sản khâu lại thường sinh môn ngỡ là đẹp được đẹp và được bền nhưng không phải vậy vợ chồng em quan hệ nhiều lúc không có cảm giác mà còn đau nữa em đi tắm rửa vệ sinh thấy chỗ vết khâu nó đang rách dần ra em sợ lắm viện mình có khâu lại nhận khâu lại từng sinh môn hay không uhm, thực ra là này là hầu như tất cả các bạn sau sinh thường ấy, thì bác sĩ này hoặc là nữ sinh đều thực hiện khâu với tầng sinh môn cho mình khâu tức là này khâu phục hồi lại giải phẫu chứ không phải là khâu thu hẹp âm đạo cái việc mà mình đẻ thường xong ấy, thì là này âm đạo nó bị giãn rộng ra và chính cái việc nó bị giãn rộng ra đấy thì nó sẽ làm cho cho cái việc quan hệ của mình cái cảm giác nó rất là kém à, về việc cái này là nó bị rộng quá mà. thì chuyện này là chuyện, chuyện, chuyện rất hay gặp và cái việc nhận khâu lại ở bệnh viện thì đương nhiên này, mình không phải là khâu lại thần sinh môn mà làm thu hẹp đạm âm đạo tái tạo lại âm đạo cho nó nhỏ lại nó bé lại như lúc mình chưa sinh lần nào chứ không phải chỉ có khâu đơn thuần vì thế nên là này là bạn không phải lo lắng gì cả cái việc này nó rất là dễ dàng được thực hiện thường xuyên ở bệnh viện sở hà nội